Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia chương trình hay góp nhận tóc cần có ký hiệu là Unit. Một tóc cần này là list Uniswap tất cả anh em. Thì một cái sàn Uniswap thì tất cả anh em cũng đã biết rồi. Từ cũng có nhiều con bot nó dài dạng ra Uniswap nó lên trên Telegram. Nó cái đầu nào vào nó thu là không biết bao nhiêu mà nói, đó là những con bóp ảo nha tất cả anh em lưu ý để list, để tham gia giá tất cả anh em list cái phần link mô tả, bấm nút start. Có nhiều anh em trong thị trường mình không biết sắp tới rồi, anh em join vào kênh cha không theo quan. Những dự án đó khó lừa mình lắm các bạn ơi. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn bấm nút chat. Rồi các bạn lướt trang đầy cái máy mình rất là chậm. Những dự án này theo thông tin con dự án này nó tự động vào phong phối ngày 25 tháng 10 nha tất cả anh em. Thì mình cũng cho tất cả anh em luôn. Thì về giọng nó về nha tất cả anh em. I am you Uniswap. Thế nào? Rồi anh em bấm vào action nào nào. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là anh em reward nè. Thì thường làm những dáng trên này đó, những cái tóc cần có giá trị như thế này thì ăn may theo tất cả anh em ơi, chứ không có hy vọng nha tất cả anh em. Anh em like cái bài này nha các anh em retweet lên nha các anh em. Tất làm cái bình luận này. Rồi anh em bắt đáp lại. Rồi anh em retweet and like. Hay á, người ta nè, anh em copy cái user. Uniswap, anh em copy cái user. Em có nói chỗ này phàn copy username Uniswap ít này. Rồi tất cả anh em ghi Uniswap gạch như vậy gan nó gì này tất cả anh em, username rồi anh em trả lời nè. Rồi anh em chờ cho nó lót chút xíu, rồi đã gỡ rồi, anh em trả lời bom bot nha tất cả anh em. Juliet, rồi anh em bấm nét. Rồi anh em chờ lót trong web một chút xíu, rồi anh em mở địa chỉ với ETH Ethereum nha mà. Tất cả anh em dùng ví chút wallet MetaMask in token. Chạy trên nền tảng ECM nha tất cả anh em. Tất cả anh em không được dùng ví sàn nha. Rồi. Tất cả anh em copy địa chỉ ví nè. Tờ giá ETH qua lên nè. Rồi tất cả anh em trở về. Rồi, anh em gửi nha tất cả anh em. Rồi, anh em mở cái thẻ của mình lên nè. Đây mình hướng dẫn cho tất cả các bạn nào không biết luôn các bạn. Rồi các bạn copy username này nè các bạn, cộng win v này nè, H9. À cộng win chứ. Các bạn thông cảm các bạn, mình quên username mình. Rồi các bạn gửi cho bot nha tất cả các bạn. Thích tợ phải được cái máy lót nhanh làm ai gấp cho đã. Rồi gì nó lấy cái LDCD rồi. Rồi các bạn bấm vào balance. Đi chết xuống cặp. Rồi mình đã nhận 500 tập cận unit. Tất cả anh em bấm vào gấp phơ nha. Rồi tất cả anh em chạy chút nha. Nó phản hồi lâu quá. Anh em lấy đi giáp người thân anh em thắng của mình nè. Anh em bấm vào đó coi nó cập nhật tài khoản xong chưa. Rồi okay. Anh em bấm vào withdraw nè, nó nói phân phối vào ngày 25 tháng 10. Vậy video mình kết thúc, người ta tự động nó phân phối nha các anh em, nó không có yêu cầu mình tuyển bao nhiêu ghép hết. Vậy mình chào tạm biệt tất cả anh em, mình cũng cảm ơn tất cả anh em theo dõi và bấm chuông like cho mình trong những thời gian vừa qua nè. Mình sẽ cố gắng tìm những dáng tiếp theo ngân ship cho tất cả anh em nha.